cần sốc lại kỳ cương xử lý không có vùng cấm nếu trường hợp né tránh ngại xử lý để tình trạng nhơn chỉ đạo nhơn kỳ cương thì lãnh đạo tổng cục phải chịu trách nhiệm áp dụng ngay việc thay đổi vị trí là những yêu cầu của bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của lực lượng quản lý thị trường theo Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, năm 2021, lực lượng quản lý thị trường đã ký cam kết không kinh doanh hàng nhái, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ với gần 100.000 cơ sở kinh doanh tập trung đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại. Nhờ vậy, nhiều vụ việc lớn, phức tạp được lực lượng quản lý thị trường và lực lượng công an phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm thay vì những vụ nhỏ lẻ, vụn vặt như trước. Tuy vậy, lãnh đạo tổng cục quản lý thị trường cũng thẳng thắn nêu thừa nhận do nhận thức tư duy của toàn lực lượng chưa đầy đủ khi để xảy ra nhiều sai phạm của cán bộ suy giảm đạo đức công vụ đơn thư khiếu nại chỉ ra những mặt tích cực trong năm qua bộ trưởng nguyễn hồng diên cho rằng toàn lực lượng đã tấn công triệt phá được nhiều đường dây ổ nhóm lớn phức tạp xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội trên địa bàn rộng góp phần ổn định hoạt động thương mại đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh song bộ trưởng cũng cho rằng công tác đấu tranh phòng chống hàng giả hàng nhái và gian lận thương mại chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế nhiều vụ việc vi phạm lớn chậm trễ trong xử lý giải quyết một số vụ việc ở cục quản lý thị trường địa phương đánh bùn xa ngao do đó bộ trưởng đề nghị nhiệm vụ trọng tâm là tập trung vào việc kiện toàn sắp xếp bộ máy quản lý thị trường của địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm tăng cường kỷ luật kỷ cương ngăn chặn tình trạng sách nhiễu phiền hà đẩy mạnh chống tiêu cực xử lý nghiêm cán bộ suy thoái đạo đức lối sống tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra thường xuyên và đột xuất với công tác cán bộ đặc biệt là đội ngũ trực tiếp xử lý nghiệp vụ tiếp xúc trực tiếp với người dân doanh nghiệp